gãy đi, gãy nó hết gãy, gãy đây nè, gãy nó nghiêm á. Có nghe kêu. Lên đây ngồi đi, lên đây ngồi đi, nó thích con, lên đây ngồi. Lên đây nè. Để nó nằm đi, nó mệt rồi con, đừng giật nó nữa, nó mệt rồi, nó có bé bi á. Để nó nằm đi, lắc một chút đi. Lắc con lại nó đi à? Thì kể nó chứ sao. Đâu, con lại nó đi à? No. Yes. Lắc con lại nó đi à? No. Yes. Chút ép đạo. Trong nó có mấy con baby đậu đó, at least là 2 con. Ăn lẹ đi, dục vỏ chuối vô gốc cây của mommy nè. Cho nó có ăn lẹ dục vô gốc cây hồng của mommy á để cho nó có vitamin chuối. I'm funny.